nhớ là Echinocandin là một cái thuốc mà với cơ chế tác động là ức chế sự tổng hợp một cái thành phần đó là glucan ở trong vắt tế bào nấm, cho nên nó làm cho vắt bị hư đi, và vắt bị hư đi thì nấm chết, thấy không? Đó, nhớ là caspofungin là cơ chế là ức chế con đường sinh tổng hợp glucan. Tiếp theo là cái nhóm nhóm nữa là nhóm azo. Đấy, nhóm này là một theo tác động theo một cái con đường gì, đó chính là con đường là ức chế sinh tổng hợp ergosterol. Đó, nó tổng hợp ergosterol như thế nào đây, mà thấy đây là con đường sinh tổng hợp ergosterol của vi nấm, nó từ tổng hợp từ acetin coenzyme qua nhiều bước chuyển hóa khác nhau và cần sự xúc tác của nhiều enzyme khác nhau, và cái quá trình ở đây là có một cái sản phẩm đó ở giữa đó chính là lanosterol, nó chuyển hóa thành cái phức hợp dưới này, cần sự xúc tác của một cái enzyme ở đây đó là cái hệ thống enzyme cytochrome P450 và azo bất hoạt cái hệ thống enzyme này, thấy nhá. Vì vậy là đây là một cái cơ chế tác động gián tiếp, nghĩa là bằng cách là ức chế con đường sinh tổng hợp bằng cách là bất hoạt enzyme ở đây, thấy chưa? Đó, vì vậy là nhóm azo này gồm có ketoconazole này, fluconazole này, itraconazole nữa này, thì là theo một cái cơ chế là ức chế con đường sinh tổng hợp ergosterol. Đó, và mình biết là ergosterol là thành phần cấu tạo ở màng nguyên sinh chất của tế bào nấm nhá. Bây giờ có ergosterol nữa thì dẫn đến là màng nó thủng đi và nó rối loạn trao đổi chất bị chết, đúng không? Đó, và đây cũng là một cái cơ chế gián tiếp. Và cơ chế tiếp theo là cơ chế của nhóm polyen. Đây, nhóm polyen. Đấy, đây nhóm polyen ở dưới này ha. Đó, gồm có thuốc gì đó là nicotine và amphotericin B. Thì cơ chế của polyen là gì? Đó là một cái cơ chế trực tiếp, nó sẽ gắn trực tiếp với ergosterol, và phức hợp polyen ergosterol làm cho màng nguyên sinh chất của tế bào nấm trở nên trớ cứng đi, vì trớ cứng đi mà mềm dẻo được nước bấm trao đổi chất được nước bấm cũng chết. Đó, cho nên là mình sẽ có ba nhóm thuốc kháng nấm được đề cập ở đây, đó là nhóm echinocandin, đó là về một cơ chế là tác động lên trên các tế bào nấm, đúng chưa? Còn lại nhóm azon và nhóm polyen là cơ chế tác động lên màng nguyên sinh chất. Nếu như là nhóm nhóm azon thì là cơ chế tác động gián tiếp bằng cách ức chế con đường sinh tổng hợp của ergosterol, thì nhóm polyen là cơ chế trực tiếp bằng cách gắn trực tiếp với ergosterol nhá. Vì vậy là phần này cũng khá là dễ hiểu ấy, cho nên lớn có chi là thấy là khó phần này cả. Đó, vì vậy là mình nhớ rằng ở thị trường Việt Nam hiện tại bây giờ nhóm thuốc kháng nấm thông thường có nhiều thuốc để lựa chọn ấy. Đó, thì đó là nhóm azo rất là nhiều dẫn xuất ở đây, thấy không? Còn là nhóm nhóm echinocandin thì có caspofungin cũng hay đắt tiền, cho nên là ít dùng, thì không có phổ biến thường ở các bệnh viện lớn thôi. Còn nhóm polyen thì có amphotericin B và nitratin, và cái thuốc mà rất là phổ biến ở thường dùng đó là nitratin. Thuốc này thường dùng điều trị bệnh chính đó là viêm niêm mạc miệng lưỡi do nấm, viêm âm đạo do nấm rồi đây. Còn amphotericin B là một cái thuốc kháng nấm phổ rất là rộng, và thuốc này thì là thuốc kháng nấm duy nhất có một cái tác dụng phụ rất là nghiêm trọng, đó chính là gì? Đó là thuốc này ngoài vấn đề gắn với ergosterol thì nó gắn được với một ít cholesterol của tế bào cơ thể người, và phức hợp amphotericin B cholesterol khi lọc qua thận thì nó không được lọc qua mà nó bị giữ lại ở màng đáy của cầu thận, cho nên gây gây suy thận. Cho nên amphotericin B là một cái nhóm thuốc kháng nấm á, nằm trong nhóm polyen và có một cái tác dụng phụ rất là nghiêm trọng là làm những suy thận và thậm chí là suy thận cấp đấy. Đó, cho nên là cái đó là cái tác dụng phụ mà người ta không mong muốn gì cả, nhưng mà duy nhất cái thuốc này có cái tác dụng phụ đó, còn lại nicotine thì không đó. Vì vậy là để lượng giá cho cái phần này thì cô có cái câu hỏi này để bạn đọc và cho cô một cái đáp án trước khi các bạn nghỉ. Thôi biểu rồi rồi mời bạn đọc và cho cô đáp án của câu câu hỏi này nhá, và sau đó thì thầy giáo sẽ điểm danh lớp, thế chứ? Vì vậy là mấy bạn phải ngồi yên khoát khoát khỏi màn hình nhá. Đó, và tiếp nữa là cô công bằng với cả lớp về thời cơ biểu tuần sau, cô sẽ dạy vào ngay ngay thứ năm, buổi chiều thứ năm. À đúng rồi, bạn các bạn đi trả lời đáp án D cả đấy, rất là tốt. Đó, ức chế con đường sinh tổng hợp ergosterol, đấy chưa? Đúng rồi. Chính là đáp án D. Đấy. Vậy là bây giờ thầy cáo sẽ điểm danh lớp, và những trước khi thầy cáo điểm danh lớp y tế công cộng